xin chào mọi người chào mừng mọi người quay trở lại với kênh lan rừng Hàng độc sơ rá bắc tây nguyên à, ở việt nam mình á, thì có rất là nhiều cái giống lan kiếm đẹp à, từ những cái cây phan trí như vậy à, cho tới những cây xanh huế vị hoàng vàng tây ninh à. À, và hôm nay thì em xin giới thiệu với mọi người một cái cây lan kiếm à, thuộc cái dòng kiếm tiên vũ nha mọi người cây này thì được phát hiện ra là ở khu vực rừng quảng nam à, và cái cây này thì có tên gọi là kiếm bầu sông vàng nha mọi người rồi và đầu tiên thì à, em mời mọi người, à, các bác các anh chị chúng ta cùng nhau ngắm cái mặt hoa của nó nha. Thì, thì nhìn vào thì mọi người đảm bảo sẽ như cái phần lưỡi nó sẽ thấy rất là ấn tượng luôn. Thứ nhất là nó mang cái đặc điểm là cánh bầu. À, đây là một cái kiểu à, phần cánh hoa rất là đặc biệt của cây kiếm mà mọi người ít khi thấy ở các cây kiếm bình thường lắm. Đó, những cây kiếm bình thường thì cái cái cánh hoa nó thon gọn thôi, nhưng mà cái cây này nó lại bầu tròn mọi người. À, và cùng với đó là nó kết hợp với cái phần là lưỡi lưỡi nó là lưỡi bệt nha mọi người lưỡi bệt viền trắng mọi người nhìn vào phát là thấy đặc biệt rồi À. rồi đỏ đậm luôn mọi người vừa bệt mà kiểu bệt đỏ nhìn đã lắm nói chung là rất là đẹp cây này thì là nguồn gốc xuất xứ là từ khu vực rừng quảng nam nhé mọi người rồi các bác anh chị chúng ta thử ngắm nha nó vừa kết hợp vừa là một cây cánh bầu mà vừa là một cái cây, cây lưỡi bệt nữa À, hai yếu tố nó tạo với nhau ra một cái cây kiếm rất là đẹp và cái cây này thì cũng được rất nhiều anh em kiếm thủ người ta ưa chuộng và biết tới à, cái cây này thì có tên gọi là kiếm bầu sông vàng rồi đó là về phần hoa à, còn về phần thân lá thì mời mọi người cùng với em chúng ta hôm nay thì em có một cái chậu này à, thì nó bao gồm là hiện tại một thân và đang được lên được hai măng rồi nhé mọi người à, cái cây này thì là lá lá, lá. À, thì về thân thủ cây này thì sờ vào rất là dày mọi người lá cảm giác lá dày cứng lắm cứng ngắt luôn à, mọi người luyện càng lâu thì lá nó sẽ càng to càng đẹp ra nhé. tất nhiên cây đây cây giống à, thì lá nó chưa to lắm đâu mới chúng ta chăm trồng chăm tốt chăm lâu thì lá sẽ rất là đẹp nha thân lá rất là đẹp rồi hai măng mọi người nhìn hai măng nè măng vào nó măng nấy là lên rất là lực đó rồi một thân và được hai măng đây măng cỡ này thân thì cỡ đây nhé mọi người đó. đây lá láng nha mọi người nói chung là cây khỏe đẹp và hiện tại là đang nằm trong chậu rồi Nếu mọi người mua thì em có thể là em gửi nguyên chậu cho mọi người Đó. hoặc là ví dụ mà bán nào muốn nhanh gọn thì có thể là là nhổ ra gửi cũng được về mọi người trồng lại tí là xong trong vườn thì còn một số cây nữa mọi người nhưng mà hôm nay là bán chia sẻ cái chậu này nói chung là chậu này thì em thấy rất là tiềm năng à, bởi vì là nó đang lên được hai măng hai măng khỏe vậy thì mọi người trồng sang năm là chúng ta là bắt đầu là có thêm được hai thân nữa sau từ hai thân đó, nó bắt đầu đẻ ra rất là nhanh ha. thì sẽ nhanh cực kỳ nhanh là có một cái bụi lớn à, về các bác anh chị chúng ta chơi hoa cũng sướng mà trồng à, ví dụ mà có nhiều thì chúng ta có thể là chia sẻ cho anh em bạn bè làm kinh tế cũng được ha Rồi về phần thân lá thì cây cho cái đầu lá là tím tím nha mọi người Đây. Này mang nó lực sờ vào nó cứng lắm Rồi một trong số những cái cây kiếm rất là quý Và em nghĩ là cái giống này thì cũng chưa nhiều người có đâu à, Nếu mà các bác anh chị có nhu cầu muốn siêu tầm cái chậu này Thì liên hệ với em nhé Giá là 8 triệu nhé mọi người 8 triệu cho chậu này ha à và giá trên là chưa bao gồm phí vận chuyển nha phí chuyển bên đơn vị vận chuyển họ thu thì cái này thì có thể là ví dụ bác nào ở những nơi có thể gửi xe được thì em sẽ cố gắng gửi xe cho còn không thì đóng thùng xốp gửi bưu điện thôi ha rồi có thể là gửi nguyên chậu hoặc là nhổ ra tùy thích mọi người rồi hôm nay là cây kiếm bầu sông vàng nhé mọi người một cây cây à, mặt hoa kiếm cánh bầu và lưỡi bệt rất là đẹp và đây cũng là một cái hàng mà em nghĩ là cực kỳ ít người có luôn à Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các clip về các loại lan kiếm tiếp theo kênh lan rừng hạt độc Sơ rái bắc tây nguyên hôm nay là cây kiếm bầu sông vàng nhé mọi người có nhu cầu sưu tầm thì cứ liên hệ với em nhé xin chào mọi người ạ